Bản tin bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Calisto, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, đã nói gì khi đội tuyển Việt Nam vô địch AFCup 2018? Huấn luyện viên Calisto đã gửi lời chúc mừng tới các thành viên của ban huấn luyện và cầu thủ đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch của AFCup 2018. Sau khi biết tin đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia để vô địch AFCup 2018, vị cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Calisto đã gửi lời chúc mừng chiến thắng tới đoàn quân áo đỏ. Trên trang Facebook cá nhân của mình, thầy phù thủy Henrique Calisto đã chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi giành chức vô địch của AFCup 2018. Đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch của AFCup 2018, xin chúc mừng các cầu thủ, huấn luyện viên, VFF và cả những ai đã đóng góp cho chiến thắng vĩ đại ấy. Đội bóng này đã làm nên lịch sử, ông nói. Việc huấn luyện viên Calisto gửi lời chúc mừng tới bóng đá Việt Nam cho thấy ông vẫn còn nặng lòng với nền bóng đá ở giải đất hình chữ S. Cách đây chưa lâu, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng quay trở lại Việt Nam để tái ngộ với các học trò cũ trong dịp kỷ niệm 10 năm vô địch AFCup 2008. Ở trận chung kết tại Mỹ Đình vừa qua, VFF đã mời huấn luyện Calisto trở lại Việt Nam để dự khán trận đấu, song thầy Tô đã từ chối bởi hiện tại ông đang làm việc cho một đội bóng ở Trung Quốc. Còn báo chí Indonesia thì cho rằng Việt Nam sẽ thống trị bóng đá Đông Nam Á. Phóng viên Abi Aziz của tờ Goal Indonesia thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã có một năm thành công và sở hữu lứa cầu thủ xuất sắc bên cạnh một huấn luyện viên rất tài ba. Với độ tuổi trung bình là 23,7, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã giành chức vô địch của AFF Suzuki Cup 2018 một cách thuyết phục khi không để thua một trận đấu nào. Chúng ta đã thắng 6 trận và hòa 2 trận và giữ sạch lưới trong 5 trận đấu liên tiếp của mình. Trên chặng đường đăng quang, Việt Nam đã gặp Lào, Campuchia, Myanmar, Malaysia và Philippines. Chúng ta chỉ để lọt lưới 4 bàn trong 8 trận. Chứng kiến chức vô địch thuyết phục của đội tuyển quốc gia Việt Nam, báo chí Indonesia không tiếc lời khen ngợi. Thậm chí phóng viên Abi Aziz của tờ Goal Indonesia còn nhận định chúng ta sẽ thống trị bóng đá Đông Nam Á trong vòng 3 năm tới. Trên trang Fox Sports, anh này nhận xét đội tuyển Việt Nam cuối cùng đã trở thành nhà vua của bóng đá Đông Nam Á sau khi đánh bại Malaysia ở trận chung kết AFCup 2018. Họ có một thế hệ trẻ và rất tài năng. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng là một người rất đặc biệt và có chiến lược, chiến thuật rất tốt. Với chức vô địch thuyết phục này, tôi cho rằng trong tương lai gần, bóng đá Đông Nam Á sẽ bị thống trị bởi thế hệ vàng của đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo. Cụ thể, họ có thể giành được nhiều danh hiệu trong 3 năm tới. Họ là một đội bóng mạnh và có một huấn luyện viên thiên tài. Ngay sau khi giành chức vô địch của AFCup 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lập tức lên kế hoạch chuẩn bị cho ASEAN Cup 2019 diễn ra vào đầu năm tới. Thông qua sự giới thiệu của giám đốc kỹ thuật GD, huấn luyện viên Park Hang-seo đã điền thêm 7 cái tên lên đội tuyển Việt Nam. Trong số đó, 5 cái tên đang dự giải U21 quốc tế gồm Đinh Thanh Bình, Phan Thanh Hậu của Hoàng Gia Lai, Nguyễn Thành Trung của Hà Nội, Nguyễn Hoàng Đức Viettel, Ngô Tùng Quốc, sổ số kiến thiết Cần Thơ. 2 cái tên trên 23 tuổi gồm tiền đạo Ngân Văn Đại của Hà Nội và Trần Minh Vương thuộc câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Còn 3 tuyển thủ sẽ phải chia tay đội tuyển là Đình Trọng, Văn Quyết và Anh Đức. Còn phóng viên của Malaysia thì cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ rất đáng gờm tại ASEAN Cup 2019. Trả lời phỏng vấn của một tờ báo Việt Nam, phóng viên Fox Sports trụ sở tại Malaysia đã khẳng định Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á, có khả năng dự World Cup và bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục gây ấn tượng tại ASEAN Cup 2019 tới đây. Và vì sao đội tuyển Việt Nam có thể tiến sâu tại ASEAN Cup 2019? Theo tờ Fox Sports đánh giá rất cao cơ hội vượt qua vòng bảng ASEAN Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam. Khác với các kỳ trước, ASEAN Cup 2019 có nhiều thay đổi giúp đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng. Cụ thể, cúp bóng đá châu Á năm tới tại UAE sẽ có 24 đội tranh tài, thay vì 16 đội như trước và được chia làm 6 bảng. Ban tổ chức sẽ chọn ra 12 đội nhất nhì ở các bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để vào vòng 1/8. Như vậy sẽ có 4 trên 6 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất được lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Tiêu chí sẽ ưu tiên lần lượt là từ điểm số, số hiệu bàn thắng bại, số bàn thắng và sau cùng là điểm fair play. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Iraq, Iran và Yemen. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khó cạnh tranh ngôi nhất nhì với Iran và Iraq, nhưng có thể hướng tới ngôi thứ 3 có thành tích tốt nhất để đi tiếp. Để làm được điều này, chúng ta chỉ cần cố gắng có kết quả tốt nhất khi chạm trán với hai đội mạnh nhất bảng và sau đó vùi dập Yemen với tỷ số đậm. Tờ Fox Sports đánh giá rất cao khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2019 với lập luận: thật đơn giản, bạn chỉ phải tránh không là đội thứ 3 có thành tích tệ nhất hoặc tệ thứ hai, hoặc không đứng cuối bảng là có thể đi tiếp. Thực tế có rất ít sự khác biệt trình độ giữa đội ở nhóm 3 và nhóm 4.
bạn khó có thể dự đoán kết quả giữa Ấn Độ nhóm 3 và Bahrain nhóm 4 hay Liên bang nhóm 3 và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhóm 4 trong các bảng đấu này, tương tự như Philippines và Kyrgyzstan. Do đó, việc đội tuyển Việt Nam lọt vào bảng có Yemen nhóm 4 yếu hơn hẳn nhóm 3 sẽ giúp cho đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo có cơ hội lớn lọt vào vòng 1/8. Bởi vì ASEAN Cup 2019 áp dụng thể thức mới, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội tiến xa. Tại ASEAN Cup 2019, giải bóng đá vô địch châu Á được tổ chức 4 năm một lần, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng D với những đối thủ rất mạnh gồm Iran, Iraq và Yemen, khiến không ít người lo ngại cho khả năng tiến xa của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của AFC, ASEAN Cup 2019 sẽ áp dụng thể thức mới so với giải đấu cách đây 4 năm và đây là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam tiến xa tại vòng chung kết ASEAN Cup 2019. Trước đó, ASEAN Cup gần nhất là 2016, vòng chung kết chỉ có 16 đội tham dự và chia ra làm 4 bảng đấu. Những đội xếp nhất nhì mỗi bảng sẽ góp mặt ở tứ kết và thi đấu theo thể thức knockout để tìm ra nhà vô địch. Tuy nhiên, ASEAN Cup 2019, số đội tham dự đã tăng lên thành 24 đội, đồng thời áp dụng thể thức hoàn toàn mới. Cụ thể, 24 đội tuyển sẽ chia ra làm 6 bảng đấu thay vì là 4 bảng như trước. Các đội xếp nhất nhì mỗi bảng sẽ được vào thẳng vòng trong. Bên cạnh đó, 4 đội đứng ở vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng sẽ theo chân 12 đội trên bước vào vòng 1/8 và tiếp tục thi đấu theo thể thức knockout để tìm ra nhà vô địch. Với thể thức mới này, cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiến vào vòng trong là rất sáng khi mà chúng ta vẫn có thể đi tiếp nếu có được thành tích khả quan ở vòng bảng. Trong năm 2018, sau một loạt thành công của các đội tuyển trẻ cũng như đội tuyển quốc gia vừa giành chức vô địch của AFC Cup 2018, vậy đội tuyển Việt Nam và giấc mơ World Cup có viển vông không? Câu chuyện này đã được bàn luận nhiều trên báo chí và nhất là mạng xã hội. Các nhà chuyên môn và người hâm mộ đều chia ra làm 3 luồng ý kiến. Luồng ý kiến thứ nhất là có thể, rất có thể, khi FIFA có những quyết định mới, thay vì 23 đội như World Cup 2018 thì năm 2022 có thể tăng thành 48 đội. Cơ sở để có lòng tin đó là do đội tuyển Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong thời gian gần đây, khi đội U23 đoạt ngôi Á quân của U23 châu Á một cách có cơ, giống như nhà vô địch. Và mới đây, tuyển Việt Nam vô địch AFC Cup 2018 bằng cách hạ gục lần lượt từng đối thủ, không chỉ còn ở phong độ nhất thời mà đẳng cấp cũng đã được tăng lên. Và luồng ý kiến thứ hai có vẻ không mấy lạc quan, thậm chí còn có vẻ bi quan khi cho rằng giải Đông Nam Á chỉ là giải ao làng, mới bơi trong ao thì không thể có chuyện bơi ra biển lớn. Luồng ý kiến thứ ba cho rằng mơ thì cứ mơ, không ai đánh thuế giấc mơ. Nghe qua có vẻ chung chung, nhưng xét kỹ thì cũng không mấy tin tưởng. Bây giờ thử loạn đà một chút coi sao. Đầu tiên, ta thử đặt câu hỏi, vì sao đội tuyển Việt Nam không thể lọt vào vòng chung kết World Cup 2022? Nếu muốn lọt vào, tuyển Việt Nam phải nằm trong top 10 châu Á. Vậy tại sao ta không thể lọt vào? Lâu nay trong khu vực Đông Nam Á thôi, ta thường so kè với người Thái. Thực ra thì tuyển Việt Nam có thua nhưng cũng có thắng, mà thua thì hầu như là thua rất đáng tiếc. Mới rồi, tuyển Thái Lan thua Malaysia, tuyển Việt Nam thắng Malaysia để giành ngôi vô địch. Nhưng xem ra, trong lòng người hâm mộ vẫn còn chút lăn tăn, cứ muốn trực tiếp hạ tuyển Thái Lan mới đã. Xét cho cùng, đó vẫn là tâm lý thấy mình dưới cơ Thái Lan. Đó là một tâm lý không tạo ra năng lượng tích cực, không chỉ với người hâm mộ mà cả giới chuyên môn, cụ thể là các cầu thủ và huấn luyện viên. Bằng thành tích như đã kể trên ở phần đầu, không mắc gì ta cứ mãi lăn tăn với tuyển Thái Lan, vì chúng ta đã làm được nhiều điều mà Thái Lan không làm được. Vậy đi, lại so cả đất nước Trung Quốc đông người như thế mà mãi đến năm 2002 mới lần đầu tiên duy nhất cho đến nay lọt vào vòng chung kết World Cup, rồi đá 3 trận thua cả 3, không ghi nổi bàn nào, thì Việt Nam có mà mơ. Vẫn biết thế, nhưng nhiều đội bóng hay đầu xuất phát từ quốc gia đông dân. Iceland, Uruguay, Panama, Croatia, Costa Rica là 5 nước có số dân dưới 5 triệu dân. Thậm chí Iceland chỉ có khoảng 335.000 người cũng đã lọt vào vòng chung kết World Cup, và có Croatia từng đoạt ngôi Á quân. Và bây giờ các nước đó vẫn là các thế lực của bóng đá thế giới. Chúng ta cũng hay lo ngại về hình thể và thể lực của cầu thủ. Đúng, nhưng nếu nhìn sang Hàn Quốc, nước 9 lần liên tiếp lọt vào vòng chung kết World Cup, họ đá đến phút cuối cùng vẫn cứ như tra tấn thể lực đối phương, thì rõ ràng họ đã có cách. Và một điều xưa nay chưa từng có, những năm gần đây khi các học viện bóng đá mở ra, chúng ta đã có một lứa cầu thủ được đào tạo bài bản. Tuy vậy, qua cọ sát nhiều giải vẫn cứ loay hoay, phong độ cũng thất thường, nói gì đẳng cấp. Mãi cho đến khi gần đây, dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, mọi chuyện có vẻ rõ ràng hơn. Giống như luyện học sinh giỏi cũng cần phải có thầy giỏi, chúng ta cũng đã mời nhiều huấn luyện viên có tiếng, nhưng có vẻ họ chưa hiểu hết cầu thủ Việt Nam. Thầy Bắc có thể nói là một nhà tâm lý tài ba. Cũng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, chúng ta mới thấy cầu thủ đá sung như thế. Thậm chí
các bình luận viên đã dùng đến từ tra tấn thể lực đội bạn để chỉ tuyển Việt Nam, đó là điều xưa nay chưa từng có. Như đã nói, đường đi đã rõ, chúng ta lại có một lứa cầu thủ tài năng. Nếu World Cup 2022 có 48 đội thì cơ hội cho đội tuyển Việt Nam theo tôi là có, vì đang sở hữu những lứa cầu thủ rất tốt. Lứa U23 đoạt ngôi Á quân U23 châu Á. Sau 4 năm nữa, họ tầm 26-27 tuổi, ở độ tuổi sung sức nhất. Đó là một hy vọng. Chưa kể như đã nói, các lò đào tạo bài bản vẫn đang có những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng. Vấn đề còn lại là định hình, xác định rõ hướng đi về kỹ thuật, chiến thuật và phương pháp huấn luyện thể lực. Sao ta không nghĩ lớn? Điều quan trọng nhất vẫn nằm ở chỗ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Khi có một tập thể đoàn kết, có tầm nhìn, trong sáng, có tâm cống hiến để định ra kế hoạch hành động cụ thể, chính phủ quan tâm đầu tư thích đáng, ngoài vấn đề xã hội hóa, các mạnh thường quân thay vì thường nóng vì thành tích sau mỗi trận đấu, thì nên góp tay đầu tư chiều sâu để cầu thủ yên tâm cống hiến. Bóng đá cũng như nhiều lĩnh vực khác, phải cống hiến mới đẹp được, chứ loanh quanh cơm áo gạo tiền thì thế nào cũng sinh tiêu cực, khó vô cùng. Trong quyển sách có câu nghĩ lớn để thành công, Donald Trump đã viết, dù làm việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ lớn, đó là động lực đã làm nên tất cả những thành tựu vĩ đại nhất của cuộc sống. Và ông khuyên, khi làm chuyện gì cũng đừng nên suy nghĩ rằng chuyện này khó thế này, điều kiện thế kia, mà hãy bắt tay vào hành động, đối mặt và giải quyết từng vấn đề khó khăn, tin tưởng vào khả năng và trí tuệ của mình, nhất định sẽ đạt mục tiêu. Vì sao ta không nghĩ lớn và không bắt tay vào hành động? Và hy vọng Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ tới sẽ dám nghĩ lớn để thành công lớn. Và bản tin đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Trân trọng mến chào.